Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nhất Dáng Nhì Da. Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một chủ đề: tiết lộ làm sao để giảm mỡ bụng hiệu quả cho nữ cả về ăn và tập. Đối với các chị em phụ nữ thì làm sao để giảm mỡ bụng chính là một vấn đề muôn thuở mà ai cũng cần muốn tìm ra câu trả lời. Béo bụng được xem là một trong những trở ngại của tất cả mọi người, dù nam hay nữ. Nếu bạn đang gặp trở ngại bởi điều này nhưng lại chẳng có đủ thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để đi tới phòng gym, vậy tại sao không tìm hiểu ngay những bí quyết giảm béo bụng ngay ở dưới đây? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nguyên nhân gây béo bụng là quá trình tích tụ mỡ ở nội tạng nằm sâu bên trong ổ bụng và phủ đầy khoảng không gian giữa các cơ quan nội tạng. Béo bụng có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và ung thư. Hướng dẫn chi tiết làm sao để giảm mỡ bụng hoàn hảo ngay tại nhà. Theo chuyên gia khoa học Hoa Kỳ, tập thể dục được coi là một phương pháp giảm chất béo, thậm chí còn giúp tăng cơ và làm cơ thể gọn gàng, đốt cháy nhiều calo. Để có thể giảm cân cho người béo cũng như đánh tan mỡ bụng hiệu quả, chỉ cần tập thể dục và kết hợp với chế độ ăn uống đúng cách. 1. Hướng dẫn tập thể dục đúng cách. Các bạn lưu ý, các bài tập dưới đây thật ra sẽ giúp cho bạn xây dựng một cơ bụng thêm khỏe và lộ múi nhé. Để giảm mỡ, đốt calo thành công, bạn cần phải kết hợp thêm xen kẽ các ngày trong tuần và các bài tập cardio đốt mỡ thừa cho nữ hay kết hợp cách giảm cân bằng chạy bộ. Bài 1. Bước chân liên tục, chân trước và chân sau thay đổi liền mạch, kết hợp thêm cử động cánh tay, giữ lưng thẳng, đầu gối thẳng, lặp lại trong 40 giây và thực hiện 5 hiệp. Bài 2. Cách thực hiện khá dễ nhé, bạn chỉ cần theo dõi bài viết hướng dẫn tại đây. Bài 3. Tư thế tương tự như bài tập squat cơ bản, nhưng ở đây chúng ta sẽ biến thể một tí khi đẩy người lên cao, giữ người thẳng và nhón. 2. Về chế độ ăn uống trong ngày. Để áp dụng hiệu quả, bạn nên tận dụng thêm sữa whey protein đốt mỡ tăng cơ nữa nhé. Hãy áp dụng ngay đi nào các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh Nhất Dáng Nhì Da của chúng tôi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đừng quên ấn vào nút subscribe đăng ký phía bên dưới để thường xuyên theo dõi những video mới nhất của kênh chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.